chú anh chị em và các bạn đang xem kênh Lan Thái Miền Tây. Ngày hôm nay cũng là còn những ngày lễ cũng như những ngày Tết chưa có đi vào hãng làm, thì hôm nay Lan mời cô chú anh chị em và các bạn cùng Lan đi dạo một vòng những cái shop bên mo bán những cái quần áo cũng như là giày dép nón, và một chút xíu nữa Lan sẽ đi đến một cái tiệm rất là ấn tượng của người Việt Nam mình luôn, có tên là quán phở Hà Nội. Nghe cái tên quán phở không là thấy hấp dẫn ha. Bây giờ trước hết thì mình sẽ đi dạo vòng qua cái vườn hoa này trước, xem rất là cái cảnh rất là đẹp luôn, vì hôm nay vẫn còn cái những cái buổi lễ như ngày Tết. Đây, bông hoa rực rỡ luôn. Sau những cái ngày Tết, ngày lễ rồi thì mình sẽ bắt đầu vào cái công việc làm hàng ngày cũng như là những cái món ăn ngon mang đến cho cô chú anh chị em và các bạn. Bông đẹp ha, có những cái bụi bông tulip. Lan đứng đây mà nó có cái mùi thơm á, ngào ngạt luôn. Đây là những cái khăn tròn. Còn bên đây là găng tay. Còn bao nhiêu một cái nha? Găng tay 19 đồng 99 một cặp, đồng giá luôn.
mặc lên ấm lắm. Còn bên đây là những cái nón. Nón thì có rất là nhiều kiểu cũng như nhiều màu, nhưng mà giá tiền thì đồng giá hết. Để Lan coi giá tiền nó bao nhiêu nha. Ở đây thì có nón như là 19 đồng, 99, 29 đồng, 99, 30 đồng, 35 đồng, 45 đồng. Thì bán giảm giá, cuối cùng thì cái giá nó còn chỉ còn lại là 9 đồng 99 cho những cái nón này, cùng giá hết. 30 đồng cũng là 9 đồng 99, 20 đồng cũng là 9 đồng 99. Rồi có cái nón này đẹp nè, hơi nhiều ha. Ngày thường nó là 35 đồng, bây giờ sale còn có 9 đồng 99 thôi. Ngộ ngộ ha. Chỗ bán xe hiệu VinFast. Vô nha. Vô rồi có xe gì mới không nha. Đây, chiếc xe màu xanh dương rực rỡ. Nhìn cái màu hơi cũng đẹp ha. Xe mới á, hàng mẫu luôn á. Shopping mall rồi, bây giờ lấy xe chạy ra ngoài, mình đến cái chỗ mà phở Hà Nội để ăn những món ăn thuần túy của Việt Nam. Có rất là nhiều bạn giới thiệu đến, bây giờ Lan sẽ đi qua, đi đến chỗ đó. Đến cái nhà hàng phở Hà Nội. Vô đây mình ăn phở nha. Trên bức tường nè, có cái cảnh này rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị em và các bạn nhìn thấy rất là quen thuộc ha. Mình có dịp nào mình về Việt Nam, mình đến chỗ này chơi, cảnh cũng rất là đẹp luôn. Còn trên này là có những cái đèn, cũng như là những chiếc dù xinh xinh, đủ màu hoa sắc luôn, của tiệm nhà hàng phở Hà Nội. Để trang trí cho nó đẹp thôi. Thấy ngộ ha.
Em là chị Linh của chủ quán phở Hà Nội. Hôm nay em có dịp đến đây nè, ăn để quảng cáo thêm cho cô chú anh chị em và các bạn đến đây để mình thưởng thức nha. Ở đây mình địa chỉ nào đi chị? 4721 phở Hà Nội, thành phố Lava, đi dắt đến nước Balada. Nên được nhờ anh chị đến ăn, thấy mọi người ở đây, cộng đồng người Việt rất thích món ăn phở Hà Nội của nhà mình, nên là mời tất cả mọi người đến để ủng hộ đến đây ăn, ủng hộ với gia đình và vừa gặp gỡ cộng đồng người Việt ở đây, là em rất là hân hạnh được đón tiếp mọi người nhiệt tình, chu đáo. Em cảm ơn chị. Năm mới chị chúc mọi người đi, chúc mọi người ở cộng đồng người Việt mình ở đất nước xứ người được mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, tân tài tân lộc, mọi sự như ý. Em cũng chúc chị năm mới là mình bán mua may bán đất nè, nhiều người đến ăn, cũng như là bạn sự như ý cho cả đại gia đình của mình người Việt luôn. Ui, tuyệt vời luôn, cảm ơn anh chị nhiều. Đây là món dời lòng chả. Còn cái món bên đây là rất là quen luôn đó các bạn ơi, bún đậu mắm thơm, hấp dẫn ha. Bỏ vào trong cái mâm nhỏ nhỏ rất là xinh xinh luôn. Bún nè, rau, mắm thơm, đậu. Đến đây rồi thì mình ăn giống như là ở quê hương Việt Nam luôn. Đang ăn tới cái món món này là món bánh ướt chả lụa. Bánh ướt chả lụa chay cũng có nghe các bạn, hoặc là bánh cuốn thì nó sẽ có thịt hơn, có thịt cuốn ở trong cái nhân á. Thì ở tiệm này là mình ăn tới, mình vô mình gọi, mình order nè, mình ăn mình gọi thì họ mới chán nha, chứ không có chán trước, chán sẵn đâu, rất là mềm mại luôn. Chấm với nước mắm nè, thích ăn ớt thì bỏ thêm, còn chủ quán thì lúc nào cũng cho chén nước mắm ít ớt thôi. Cái miếng bánh ướt chán này rất là mỏng nha. Hồi nãy nghe chị chủ quán chị nói là cái hành phi này mình lấy mình mua từ ở Việt Nam mang qua, chứ ở đây không có thơm nữa đó. Ngửi trước nè, thơm nè. Rồi chấm vô nước mắm nè, bỏ vào miệng ăn coi. Tới cái miếng hành phi á, nó giòn ngộ á, giòn khấu à, giòn giống như là đậu phộng rang vậy, chứ không phải mềm. Em thử luôn miếng chả. Ngon quá các bạn ơi. Đến đây nè, mình ăn thử nha. Mình ăn thử bánh ướt chả lụa nè, vừa chán xong mình ăn là miếng hành phi nó giòn, cũng như là nãy cái món dồi bún đậu mắm tôm rất là ngon nha. Những ngày cuối tuần á, mình không có nấu ăn gì thì mình đến đây mình thưởng thức, để cho những cái ngày sắp tới cũng như là những cái tháng tới đây là sẽ làm những cái món ăn Việt Nam. Nếu như bạn nào có yêu cầu làm những cái món nào thì nhớ comment cho Lan. Lan cảm ơn các bạn đã theo dõi các video của Lan rất nhiều. Lan tạm biệt, hẹn gặp lại những video mới tiếp theo nha.